Tiểu sử ngắn gọn về Kim Jong Un. Kim Jong Un là nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, người đã lãnh đạo đất nước từ năm 2011. Phần lớn thời niên thiếu của Kim là ẩn số. Kim được sinh ra từ đầu những năm 1980, kết quả của mối tình giữa ca sĩ Ko Young Hee và nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong Il. Ông nội là Kim Il Sung, tức Kim Nhật Thành, nhà sáng lập của triều đại Kim trên đất Triều Tiên. Khi còn trẻ, Kim Jong Un học tại Thụy Sĩ với một bí danh. Trở lại Bình Nhưỡng, ông đăng ký vào trường đại học quân sự Kim Nhật Thành. Dù có một người anh trai ruột và một người anh trai cùng cha khác mẹ nữa, Kim Jong Un vẫn được cha của mình chọn là người kế tục. Sau cái chết của cha vào năm 2011, Kim Jong Un chính thức nắm quyền. Sau khi nắm quyền, ông đã tiến hành thanh trừng hàng loạt các quan chức cấp cao, trong đó có chú của mình, Giang Song Sik. Kim cũng được cho là đã đầu độc người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Kim Jong Nam. Ông được biết đến với những cải cách về kinh tế và nông nghiệp, chống lại tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu hụt lương thực. Tuy nhiên, chế độ của Kim cũng có rất nhiều vi phạm về nhân quyền, nổi tiếng với những trại tập trung tàn độc. Chương trình hạt nhân của Kim là nguyên nhân của tình trạng căng thẳng trên toàn cầu. Mặc cho những lệnh trừng phạt quốc tế, Bắc Triều Tiên quyết định thử vũ khí hạt nhân vào năm 2012. Năm 2017, quân đội Bắc Hàn được cho là đã khởi động tên lửa đạn đạo tầm bắn xa. Kim Jong-un cũng công khai đụng độ với Tổng thống Mỹ Donald Trump với những sự tăng cường khả năng vũ khí hạt nhân cấp quốc gia.